Việt Hoàng xin gửi lời chào đến quý vị đang theo dõi bản tin buổi tối của đài CBN trên bản tầng 18.14 cùng với những nội dung chính như sau. Nhiều người vẫn còn cảm thấy hoang mang sau tai nạn sập cầu chết người tại mạng Tây Nam Pháp Quốc. Biểu tình kêu gọi tổ chức bầu cử sớm tại Georgia. Tổng thống Trump cân nhắc việc điều trần trong cuộc điều tra luận tội. Khởi tố người tổ chức đưa người sang Đức trái phép. Và sau đây, Vi Hoàng xin mời quý vị cùng đến với phần tin thế giới. Kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên liên quan đến Pháp quốc khi nhiều người vẫn còn cảm thấy hoang mang sau tai nạn sập cầu chết người tại mạng Tây Nam. Ít nhất một người được cho là đã bị thiệt mạng sau khi một chiếc cầu bất ngờ bị sập tại mạng Nam Pháp quốc vào ngày thứ Hai 18 tháng 11. Nhiều nhân viên cứu nạn đã được phái tới đào bới các đống đổ nát để tìm kiếm những nạn nhân bị thương hoặc mất tích ngay sau khi thân cầu dài 500 feet xảy ra vấn đề thuộc gần quận Toulouse, thuộc thị trấn Mirapoi Shore Town. Đài truyền hình BFMTV ở địa phương cho biết nạn nhân kém may mắn được xác nhận là một thiếu nữ 15 tuổi đã qua đời bên trong xe hơi. Thân mẫu của em thì đã được người qua đường giải cứu. Nằm trong số những người đang bị mất tích, bao gồm một tài xế xe tải. Do đó, số người bị thương vong được dự đoán sẽ tiếp tục gia tăng trong vài ngày tới. Chiếc cầu quen thuộc này hàng ngày đều được cư dân sử dụng để di chuyển qua lại. Nó đã được trùng tu vào năm 2003 và kể từ đó đến nay luôn được kiểm tra đều đặn. Nguyên nhân gây ra tai nạn vẫn đang được giới chức điều tra. Biểu tình kêu gọi tổ chức bầu cử sớm tại Georgia Lực lượng cảnh sát chống bạo động ngày thứ Hai 18 tháng 11 đã được nhìn thấy sử dụng hơi cay và vòi rồng để giải tán đám đông biểu tình đang tụ tập gần trụ sở Quốc hội tại thủ đô Tbilisi của Georgia, sau đó bắt giữ nhiều người về thẩm vấn. Một ký giả của hãng thông tấn Reuters cho biết bạo loạn đã nổ ra chỉ một ngày sau khi có khoảng 20.000 cư dân bản xứ xuống đường biểu tình kêu gọi chính phủ tổ chức bầu cử sớm vì Quốc hội không chấp thuận ban hành chính sách cải tổ hệ thống bầu cử hiện nay. Hàng trăm nhân viên công lực đã được phái tới giữ an ninh trật tự, đồng thời ra thời hạn 30 phút yêu cầu người dân quay trở về nhà. Các nhà đấu tranh đã ủng hộ đảng đối lập, ước tính có hàng chục người bị bắt giam. Hãng hàng không Emirates tuyên bố mua 50 chiếc phi cơ A350 của công ty Airbus. Công ty hàng không quốc doanh Emirates của các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, viết tắt là UAE. Vào ngày thứ hai vừa qua, đã cho biết họ mới vừa đặt mua 50 chiếc phi cơ thuộc dòng A350 do công ty Airbus sản xuất với trị giá 16 tỷ Mỹ kim. Được biết trong suốt thời gian qua, công ty Airbus hàng đầu trên thế giới đã không ngừng thuyết phục UAE thông qua thỏa thuận mua bán phi cơ dân sự sau 2 năm trì hoãn vì một số vấn đề. Trong một phát biểu đưa ra tại cuộc triển lãm hàng không Dubai, Tổng giám đốc điều hành công ty Emirates Ahmed Bin Saeed Al Maktoum cho biết ông hy vọng những chiếc phi cơ A350 sẽ được Airbus bàn giao trễ nhất là vào năm 2023. Và hiện tại thì Emirates cũng đang trong tiến trình thương thuyết với công ty Boeing của Hoa Kỳ về việc đặt mua 40 chiếc 787 Dreamliners. Người biểu tình tới phong tỏa đoạn đường dẫn vào phi trường ở thành phố Najaf của Iraq nhiều cư dân bản xứ vào ngày thứ hai vừa qua vẫn tiếp tục xuống đường biểu tình bất chấp sự hiện diện và kháng cự mạnh mẽ từ phía cảnh sát trên khắp các thành phố lớn của Iraq. Trong khi bạo loạn đang ngày một leo thang tại thủ đô Baghdad, tình trạng tương tự cũng đã được ghi nhận tại thành phố Najaf, đông người Hồi giáo Shite sinh sống sau khi có hàng trăm người tới phong tỏa một đoạn đường dẫn vào phi trường quốc tế nhiều trường học và văn phòng chính phủ cũng đã đóng cửa do các nhân viên và giới chức nghe theo lời kêu gọi đình công của ban tổ chức biểu tình. Thế theo thống kê của các cơ quan bảo vệ nhân quyền, kể từ đầu tháng 10 đến nay có ít nhất 315 người thiệt mạng tại Baghdad và mạng Nam Iraq. Đây được xem là cuộc khủng hoảng chính trị tồi tệ nhất kể từ khi Hoa Kỳ đưa quân sang Iraq lật đổ chế độ độc tài của Saddam Hussein hồi năm 2003. Người biểu tình và xe cứu thương được nhìn thấy rời khỏi trường đại học ở Hồng Kông sau màn đụng độ với cảnh sát. Nhiều người biểu tình thuộc phong trào đấu tranh bảo vệ quyền tự do dân chủ vào ngày thứ Hai 18 tháng 11 đã được nhìn thấy rời khỏi trường đại học Polytechnic University ở Hồng Kông sau màn đối đầu với cảnh sát. Hàng chục người vốn từng bị hơi cay, làm ngạt thở đã được nhìn thấy, tìm cách phá vỡ hàng rào an ninh của cảnh sát, nhưng cuối cùng lại bị đẩy ngược vào trong. Một vài nhà đấu tranh đã bị bắt giữ và bị đánh đập trên đường phố, khiến cho sinh hoạt của người dân Hồng Kông bị đảo lộn. Trong bối cảnh phong trào tuần hành chống cộng sản Bắc Kinh vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt, mặc dù đã bước qua tháng thứ năm. Về phía Trung Hoa, chính phủ của họ đã đe dọa sử dụng vũ lực để đàn áp người biểu tình nếu như bạo loạn tiếp tục nổ ra trong vài ngày tới. Ngoài ra, Bắc Kinh còn cáo buộc Hoa Kỳ và Anh hành vi ly gián làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng hiện nay ở Hồng Kông. Pháp và Đan Mạch gặp nhau để thảo luận về các vấn đề của Liên minh Âu Châu. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào ngày thứ Hai 18 tháng 11 đã đích thân ra tiếp đón người đồng nhiệm Đan Mạch Mette Frederiksen tại thủ đô Paris nhân dịp giới lãnh đạo Copenhagen tới thăm cung điện Elysis. Và mục đích của cuộc gặp gỡ lần này là để tìm cách giải quyết các vấn đề mà Liên minh Âu Châu đang phải đối mặt, trong đó bao gồm làn sóng di cư bất hợp pháp và các chính sách tị nạn chính trị có phần khắc khe. Ngoài ra, lời đề nghị tăng lương tối thiểu tại các quốc gia thành viên EU cũng đã được nhắc tới trong bối cảnh đây là sáng kiến mới của Chủ tịch Ủy ban Âu Châu Ursula von der Leyen và Tổng thống Đan Mạch Mette Frederiksen nói rằng hệ thống công an người sinh tị nạn chính trị tại Liên Âu cần phải thay đổi vì các điều khoản hiện tại vô cùng bất đồng đối với người nhập cư. Những tài liệu bị rò rỉ về cộng đồng Duy Ngô Nhĩ đang làm tổn hại tới hình ảnh Trung Hoa, Giới lãnh đạo Trung Hoa vào ngày thứ hai vừa qua đã lên tiếng bảo vệ quốc gia của mình sau khi nhập báo New York Times ở Hoa Kỳ, đưa tin về những tài liệu mật bị rò rỉ có nội dung nói về cuộc đàn áp cộng đồng thiểu số Duy Ngô Nhĩ mà Cộng sản Bắc Kinh đang tiến hành ở Tân Cương. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Hoa Kean Soan cho biết, thông tin này đang khiến cho uy tín và hình ảnh của họ bị tổn hại, trong khi suốt thời gian qua Bắc Kinh luôn nỗ lực để lùi các phần tử khủng đố ở Tân Cương. Danh từ khủng bố thường xuyên được Trung Cộng sử dụng khi nói về những người thiểu số theo đạo Hồi giáo thuộc cộng đồng chuyên ngô nhĩ. Bất chấp việc các chuyên gia nhân quyền Liên Hiệp Quốc luôn mạnh mẽ lên án cuộc đàn áp vô nhân đạo này. Ủy ban chống phân biệt chủng tộc cho biết, ngày càng có nhiều người thiểu số Duy Ngô Nhĩ và các bộ tộc Hồi giáo khác tại Trung Quốc đang bị biệt giam mà không được ra tòa, trong bối cảnh họ bị cáo buộc là các phần tử đe dọa tới nền an ninh quốc gia. Xin quý vị hãy giữ nguyên văn tầng 18.14. Việt Hoàng sẽ quay trở lại với phần tin Hoa Kỳ sau một vài thông tin bảo trợ cho đài.